Trong ngày 6 tháng 9, phía đại diện truyền thông của doanh nhân Quốc Cường tiếp tục có những chia sẻ về rách xoay quanh ồn ào sử dụng hình ảnh của Messi trong MV Từ Nơi Tôi Sinh Ra. Phía doanh nhân Quốc Cường cho biết rách đã không thiện chí khi trao đổi, tuyên bố sẽ công khai toàn bộ tin nhắn liên quan cũng như số tiền cho chuyến đi gặp Messi. Về buổi họp báo, ban đầu đại diện truyền thông của doanh nhân Quốc Cường cho biết sẽ dự kiến tổ chức vào 16 giờ ngày 7 tháng 9 tại Hà Nội, một lần trả lời toàn bộ các vấn đề liên quan với truyền thông. Tuy nhiên theo cập nhật mới nhất vào tối 6 tháng 9, đại diện truyền thông của phía doanh nhân Quốc Cường chia sẻ cả hai bên đang đàm phán để thống nhất nội dung chia sẻ lên trang cá nhân mà không cần tổ chức họp báo. Như vậy cuộc họp báo dự định tổ chức vào 16 giờ ngày 7 tháng 9 cũng bị hủy bỏ. Doanh nhân Quốc Cường thay vào đó đã chia sẻ bài đăng khá dài, kể lại hành trình anh và Jack cùng ekip gặp gỡ được Messi tại Pháp. Tuy nhiên không nhắc bất kỳ đến buổi họp báo nào. Anh cũng chia sẻ bức ảnh chụp cùng với Jack trong chuyến đi đến Pháp này. Có thể thấy trong bức ảnh này, cả hai vẫn khá vui vẻ và thân thiết bên nhau. Sau khi có hẹn với Messi để đi sang kia thì khó khăn đầu tiên gặp đến. Một là sự cố do việc Messi đi sang Arab và phía Paris phạt treo giò Messi 2 tuần. Khá đen là tuần thứ 2 dính vào ngày hẹn với Messi. Thêm vào đó phía Jack cũng xin visa gặp khó khăn nên thời điểm đó tôi khá suy nghĩ về việc có nên sang hay không. Riêng việc đi lại rồi hẹn những người bạn để cùng bay tới Paris sẽ tốn một khoản chi phí rất lớn, đi lại, khách sạn nên việc rủi ro cần được suy nghĩ kỹ. Ngoài ra do phía Jack và team chưa có đi ra thế giới nhiều nên tăng thêm độ khó khăn, visa của Jack chỉ được 8 đến 10 ngày gì đó tôi cố nhớ chính xác nhưng rất ngắn. Cuối cùng vì đã hẹn với anh em bạn bè bên kia nên tôi và Jack vẫn quyết định chấp nhận rủi ro lên đường. Jack có hỏi tôi lần nữa về chuyện hỏi đưa MV và dĩ nhiên tôi từ chối. Ngoài ra việc hỏi phi lợi nhuận hay gì thì cũng chỉ là quan điểm tư vấn cá nhân. Tôi khẳng định Messi cô biết Jack là ai, cô có thỏa thuận hay xin phép gì cả ở thời điểm đó. Còn nếu Jack có liên lạc và Messi trả lời, đơn giản Jack có thể sâu ra để không ảnh hưởng uy tín rất nhiều người cũng như rủi ro bị kiện. Rồi giờ đến ngày đến giờ lên đường sang Pháp, ban đầu dự kiến sẽ gặp Messi tại sân công viên các hoàng tử sau trận đấu. Chúng tôi đi có hai người bạn trợ giúp các mối quan hệ tại sân, hai bạn này có một người phải bay từ Barcelona qua, thu xếp nghỉ mấy ngày công. Vé vào sân cho bốn người vị trí lao VIP đơn giản rất đắt để có cơ hội có thể gặp được Messi. Kể đến đây đã thấy khá nhiều chi phí, chắc đón thì ma nó biết bên Pháp này nên cô có chuyện ai mời rồi. À sau đó để có hình ảnh đẹp đi để còn quay clip sau up thì chúng tôi cũng phải thuê cái xe rất đắt tiền và cho nhiều ngày đi gặp, chắc nhiều người cũng nghĩ có xe đi free. Rồi giờ đi xem trận bóng, không nói nhiều nữa vì đã có video, thua xong tỏ ra vui vẻ lên. Sau khi trận đấu kết thúc, chúng tôi tiến lại gần nơi Messi xuất hiện, có thời gian đứng bên ngoài sân vì Messi và đồng đội phải làm thủ tục sau trận. Jack đã đưa lá thư tặng Messi, đồng thời còn ký lên trên quyển sách gửi tặng Messi. Cuộc gặp gỡ diễn ra ngắn ngủi nhưng để lại dấu ấn đối với Jack và đặc biệt là có thể nói được gặp và trò chuyện cùng thần tượng.